Tuổi gia chủ mà năm nay mà cái trạch phúc hay là cái hoang, cái bàn tay kim lâu hay gọi là anh chị tính gọi là hoang ốc ấy, mà nó không tương hợp thì chúng ta có thể mời cái người tuổi gác đến để có thể động thủ giúp cho cái trạch đất đấy. Chào chị các bạn, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ, tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn một trong những ý thức rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta bắt đầu khởi công một công trình dưỡng trạch, đó chính là cái việc động thổ. Đây là một công trình mà Phong Thủy Thâm Nguyên sẽ trực tiếp từ cái việc mà khảo sát đất cho đến thiết kế hồ sơ phong thủy, thiết kế hồ sơ thiết kế thi công và sau đó là tổ chức thi công trực tiếp cho gia chủ tại thành phố Bắc Ninh. Thế thì sau cái lễ dọn dẹp mặt bằng, chúng ta sẽ dọn dẹp cái phần mặt bằng được cái phần phẳng và nó sạch sẽ như là chúng ta đang nhìn. Và sau đó là cái việc mà chúng ta sẽ tiến hành mà lập hướng cho cái căn nhà này. Thế thì cái điều đặc biệt của căn nhà này trong quá trình mà làm đó là cái hướng mà chúng ta đang nhìn theo cái hướng chiều ngang của thửa đất, đó chính là những căn nhà mà quay tại hướng Tây. Còn tại vị trí bên này đó là vị trí hướng Bắc. Như theo cách thông thường mà nếu như mà căn nhà này được lập theo cái hướng Bắc mà quay ra cái phần phía đường nhỏ bên này thì toàn bộ cái phần khu ngã tư này nó sẽ rơi vào cái phương vị trí gọi là sát khí. Cho nên Phong Thủy Thâm Nguyên chủ trương là xoay lại cái hướng nhà và lập theo cái nhà căn theo hướng Tây. Thì trong quá trình lập thì chúng ta sẽ nhìn thấy là để biết được xem là căn nhà được lập hướng như thế nào thì chúng ta nhìn xem cái bàn lễ. Có rất nhiều anh chị hỏi tôi rằng là cái bàn lễ trong quá trình động thổ thì được làm như thế nào. Thế thì khi mà bàn lễ thì cái phần bàn lễ thông thường được đặt ở 2/3 ở phần phía, một là đặt vào giữa đất, hai là tiến lên phần phía trước đất. Cái bàn lễ là hướng của cái phần bàn là quay ra theo cái hướng của cái hướng nhà và người làm lễ thì quay về cái hướng nhà của mình. Vì trong quá trình làm lễ thì cái việc phân ra thành chủ khách, thế thì chủ ở đây đó chính là khi các quan hay các linh, các thần đến giáng ở trên đó và chúng ta sẽ cái bản lễ được quay theo cái hướng của căn nhà. Chúng ta nhìn cái căn nhà sau khi mà hoàn thiện được xây lên cái phần phối cảnh như thế này. Thế thì cái phần ở phía bên này thì nó chính là cái phần hướng Bắc và cái phần từ phía bên này nó chính là cái phần về hướng Tây. Vậy thì cái bản lễ được đặt tại trung cung và quay ra phần phía Tây và người ta lấy hướng của cái phần bản lễ làm cái hướng chính để mà trong quá trình lập lễ. Và trong quá trình lập lễ thì chúng ta sẽ tiến hành làm nghi thức, sau nghi thức dọn dẹp mặt bằng thì chúng ta đã chuẩn bị các thiết bị máy móc và xác định cái vị trí động thổ trước, ví dụ như là vị trí đầu tiên như là vị trí đang để cái máy ép hộc khoan rồi. Những vị trí động thổ này nó sẽ là những vị trí mà được xác định theo nhị thập bát tú rồi tam cát độc tú rồi những vị trí mà theo kỳ môn để chúng ta lựa chọn ra 3 cái vị trí đến 5 cái vị trí mà tốt nhất ở trong cái tranh đất này. Sau đó chúng ta sẽ động thổ xuống cái vị trí đó và trong quá trình lễ động thổ đó là quá trình mà chúng ta thỉnh mời cái chư vị thần linh hay các chư vị tôn thần đến để mà chứng giám cho cái việc động thổ này. Trước phần động thổ này thì gia chủ cũng đã đến cái khu đình làng gần đây nhất để mà làm cái lễ để mời các chư vị tôn thần và mời các chư vị thành hoàng thổ công đến đây để chứng giám lễ động thổ. Khi mà xem cái động thổ, người ta sẽ căn cứ vào cái tuổi của gia chủ để xem nếu như mà cái tuổi người tuổi gia chủ mà năm nay mà cái trạch phúc hay là cái hoang, cái bàn tay kim lâu hay gọi là anh chị tính gọi là hoang ốc ấy, mà nó không tương hợp thì chúng ta có thể mời cái người tuổi khác đến để có thể động thổ giúp cho cái trạch đất đấy. Thế thì cái người động thổ giúp thì nó cũng sẽ có cái tuổi, tức là cái năm sinh nó tương hợp với cả cái trạch đất, tương hợp với cả cái ngày chúng ta đã chọn cho trạch chủ và tương hợp với cả tuổi của trạch chủ. Như vậy thì nó mới đảm bảo được yếu tố là thiên địa nhân hòa hợp thì nó mới đảm bảo được tác dụng bổ khí. Cho nên là chúng ta mượn cái tá lực, mượn cái năm tháng ngày giờ sinh của cái người cái động thổ để mà chúng ta tiến hành nghi thức động thổ. Và cái người động thổ giúp thì khi mà động thổ thì người ta cũng sẽ nói, người ta sẽ khấn rằng là hôm nay là tôi tên là thế này, tôi ở địa chỉ chỗ này và do là năm nay là gia chủ ở chỗ này có nhờ tôi đến đây để động thổ giúp, chứ không phải là đây là nhà của tôi. Nên thành ra là cái việc động thổ giúp như này sau này chúng ta không có phải làm cái lễ mà trả lại hay là làm cái lễ mà chúng ta cúng bán nhà hay sang nhà, tất cả những cái thứ đấy nó thành là dị đoan, nó thành là mê tín. Mà ở đây chúng ta mượn cái tá lực, tức là dùng cái bát tự, dùng cái năm tháng ngày giờ sinh của cái người mà động thổ để mà chúng ta bổ trợ thêm cho trạch. Thì sau này thì khi mà căn nhà đã hoàn thiện xong, khi nhập trạch thì chúng ta có mời người đấy đến để người đấy làm cái lễ để cảm ơn. Thì cái phần này là phần ghi lễ động thổ của Phong Thủy Thâm Nguyên đang thực hiện cho quý khách hàng khi mà sử dụng cái gói dịch vụ cao cấp nhất của Phong Thủy Thâm Nguyên, chính là cái việc mà thi công trực tiếp cái công trình theo đúng cái chuẩn của phong thủy cũng như là đạt được các cái tiêu chí để mà thiên địa phù trạch nhân
để mà thuận thiên, thuận địa, thuận nhân. Xin cảm ơn.